Tôi biết là bạn là một trong số hai nhân vật chính của vở kịch Tình Bạn Cấm Cám. Thì nghe nói là trong vở kịch này thì Tấm mang hình ảnh mới lạ hơn. Bạn có thể bật mí là hình ảnh của Tấm trong vở kịch này như thế nào? Độ có nạn vẫn như xưa. Tấm trong vở kịch này là sẽ năng động hơn, táo bạo hơn và phong cách hơn Tấm ngày xưa rất nhiều. Bạn có thể nói rõ hơn là cái vấn đề năng động hơn, táo bạo hơn, phong cách hơn thể hiện ở những đặc điểm mà Tấm ngày xưa vô tình rơi giày, nhưng mà Tấm ngày nay đã tự mình ném giày. Đó là thể hiện bản lĩnh của mình, không ai dám ném giày để thách thức hoàng thượng như thế. Vâng, cảm ơn bạn. Sẵn sàng. Ném bạn.